Có
nằm mơ. Em nằm mơ hả? Chị đừng có tự tưởng. Em nằm mơ. Em nằm mơ. Anh nói là anh kể cho em là hồi tối anh nằm mơ, anh thấy là lúc mà bữa qua mà đang ngồi ăn cơm á, hiểu không? Là lúc anh nhìn thấy thấy là mặc nguyên bộ đồ trắng. Thôi mơ anh mơ. Còn đêm hôm là anh nằm mơ anh thấy là lại vụ đấy thiệt, em thấy thiệt, lần này là em thấy thiệt anh mời ơi. Sao không sao không? Em thấy trời. Con thỏ trắng tươi hả? Y y như trong giấc mơ anh kể luôn á. Ghê luôn á. Sao không sao? Ê coi chừng ba má đặt mày bây giờ á. Sao nha, nghe lời chị Thùy nè. Lỡ thiệt sao? Đâu thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Chị đâu hù em nha. Thấy thiệt không? Thôi. Thấy thiệt thì lạy đi. Nói chứ thôi. Cô ơi, cái hồi điểm hôm tại con mắt tái quá cô. Hả? Nói sao? Cái hồi điểm hôm tại con mắt tái quá cô. Con chưa hỏi kịp. Chứ hồi điểm hôm mắt tái quá rồi tỉnh luôn mà. Chứ lúc đó con thấy rồi, con thấy cô biến thành con thỏ rồi. Mà bữa nay con không thấy, mới thiện thấy rồi. Thấy thì coi cô có gì Dạ, tối tính hỏi nữa. Hồi tối tính hỏi nữa nhưng mà tại vì mắt đái quá cô không cảm sao mắt đái có cái tôi tỉnh luôn rồi mà tôi cho hỏi cô ở đâu cô vô đây vậy cô? Nó không nói cửa hết cái mũi anh mời ơi. Ở đâu vô đây vậy cô? Sao lại kêu bằng khó cô? Nghe. Sao em không nghe mà em thấy anh mời ơi? Anh không thấy mà anh nghe. Anh nghe gì? Cô khó là cô ở ngoài cái bãi. Cái gì đó cô nói là cô ở ngoài bãi chân bò thấy chưa em nói anh nhiều lần anh kêu con tiền con ác kêu nhát em chi vậy giờ vậy giờ tay rồi á cái mười này thì chập mấy cái trò đó không im đi con nói gì cái gì anh mời cậu nói là cậu thương thành cái thằng chăn bò cậu thương thì cái câu này cô nhiêu tuổi cô? Dạ mười thấy không? Cổ 27 tuổi, cổ còn trinh luôn. Cổ nói là cổ còn trinh luôn. Cổ thương cái thằng kia mà em ra em dành thằng đó. Là cổ nói là em phỏng tay trên cổ. Coi, con biết gì chứ, coi. Ông còn trẻ lắm, cô tha cho ông với cô ơi, cô. Vậy đi, vậy là mối tình tay ba rồi. Thả tay. Trời ơi, quá chị Thùy ơi, chia tay. Anh mời nó lết lại. Cô nói gì? Cô nói gì nghe? Cổ kêu em. Chị ta đi chửi. Cái này người ta gọi là gì? Gì 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 âm. Gì âm gì âm á. Gì âm á. Giờ em dính vô cái mối tình. Cái gì là cái gì? Thấy vô đây nó nói là thấy. Chị đừng có đi ba. Nói là em nhìn lên giường có con thỏ không? Thấy không? Đâu? Vậy mà anh Thùy nó thấy luôn á. Thấy con ơi. Con gì cái gì? Con thỏ. Đêm hôm để kể em nghe nè. Mày đêm hôm ha. Nó bò. Ngồi xuống anh thấy nghe. Sao lắm mình đêm hôm đó anh nằm mơ với Dũng mà cái cô mà cũng qua ăn cơm trên giường này nè. Ông mới qua hả? Ừ, xong rồi tối anh về anh nằm mơ cái anh thấy cô. Chị thấy nó sao vậy? Đầu tóc trắng tươi luôn. Cái gì vậy anh mời đừng có nhìn em anh mời. Mà ra xuống cái đầu xuống vậy nè. Cái cô đi vô. Nhưng mà anh không thấy mặt rõ nha. Cái cậu nói là cậu nói cậu thương mày đó. Vậy? Cậu là người ở ngoài cái đầu. Đã nói đừng có quên rồi. Cậu nói là cậu thương mày mà con bé này nè lại giật người yêu. Không, em đâu có giật, em đâu biết gì đâu. Có thương. Hai đứa mày, cậu thương mày, cậu đi theo mày luôn. Cậu nói là giờ thành mối tình tay ba rồi đó. Anh thấy đó mà hả? À, đêm hôm anh nằm mơ anh thấy luôn, thấy con thỏ. Thế xong rồi anh mắc tái anh tỉnh luôn. Làm sao đây? Nó đang chuẩn bị ăn thịt, anh mời ơi, anh mời ơi. Ai? Con thỏ. Đâu? Mà bữa nay em không thấy mà, con nãy giờ mới thì thấy luôn á. Thì vậy không thì. Thì, lại đi thôi, cô chừng ấy bây giờ nè. Nó ai? Con thỏ. Đâu, con thỏ đâu? Cái cô này 27 tuổi, cô này 27 tuổi. Ừ. Là đi theo về đây. Thôi thể coi có đập phá người ta nhưng mà ê, người ta đi đi. Nhưng mà đi có thấy gì đâu. Bây giờ là mối tình. Chị ngắm. Ôi mua đồ gì cúng cái chị. Mối tình duyên ba tay ba luôn rồi đó, chuyện tình tay ba rồi đó. Nghe ghê quá. Nó cục cái chân mà. Mà thấy thiệt không? Đừng nói anh sợ nha. Ê, em sợ, nếu như không thấy là cái gì em cũng chừng. Mày sợ quá. Đủ mẹ. Mày sợ mày nghèo anh không? Chứ anh nằm mơ thấy sao giờ mày thấy được? Anh nói vừa, anh nói nghe là nó xạo á thầy. Đêm hôm anh nằm mơ nè, anh thấy anh vô vừa kể cho nó. Anh nói là kể đêm hôm anh nằm mơ là thấy cái cô ngày hôm qua ăn cơm trên giường đúng không?
anh thấy đầu tóc này kia, cái nó nói quay, anh nó biến thành thỏ, cái nó nói theo à, nó nói là nó thấy luôn. Thì tưởng tượng rồi. Không thật. Thấy. Hôm qua thấy đâu? Không, tôi thấy con thỏ nhưng mà tôi không nghe được nó nói. Nghe, nãy anh nghe nói, anh nghe nói luôn. Anh nghe nói. Mà anh không thấy. Không, không thấy, trời ơi, chị em ấy. Kìa, cầm cái nói đó thiệt. Ê, đi xuống dọn cơm. Nó lên chửi dồn rồi kìa. Ê, sao mày thấy mà sao con mình ơi, em thấy vậy anh mời. Đâu gì? Mà chị quá. Phải mà, phải thỏ không? Ê, ê, Trang, anh nói. Ê, sao mà nó lụi con thỏ, thỏ trắng tươi, thỏ trắng tươi, thỏ trắng tươi. Ê, sao mà nhưng mà sao giờ mày không thấy? Sao có mình em thấy hả? Thấy em thấy con thỏ rõ kìa. Sao em thấy em sao quá. Nếu như mà em mà không thấy con thỏ là cái gì em cũng chịu tỏ trơn á, trời chu đất diệt luôn á. Phải trời phải không? Em nhìn kỹ lại có thể thấy không? Thấy hồi nãy ở trên giường kìa ông. Ha, trên giường á. Ở trên giường thì nó chạy kìa, đừng có phá. Cái chỗ mà cô ngoại cơm. Đừng có phá. Em biết đâu đi tìm con mà. Hồi nãy không có được. Trời đừng chạm cô tới con ngủ cái gì cho anh vợ. Hồi nãy em không thấy mà nãy đừng nói chuyện anh em mới thấy luôn á. Bây giờ mình tổ chức mình ấy cơm rồi lên cúng cổ cho cổ ăn cổ đây. Cô ơi cô con thì em hay anh. Anh lớn hơn cổ mà. Anh không thấy cô. Nhưng mà bây giờ cô có đói bụng không à. Cúng cho cô mâm cơm cô ấy cô ăn cô đi ra ngoài đồng lại nha. Em nói sợ quá cô ơi. Thôi cô nếu được thì cô tha cho ông thỏ đi cô ơi. Dạ. Đi xuống ấy cơm. Xuống ấy cơm lên chọn lên. Ơi, thầy canh nha cô chừng. Thì không ngồi đây thì bắt thầy canh. Sợ quá. Trời. A few moments later. Xuống cho em. Không, em ấy đi. Em cúng đi. Rồi để xuống đi. Mời em sợ quá à. Để trên giường đi sao? Để trên giường đi. Cô ăn, cô ngồi trên giường. Thấy không? Cô tìm đụng không? Thấy không? Còn không? Còn không? Cô còn không? Còn. Cô còn không? Ê, đang chuẩn bị mũi chứ. Ê, nhỏ. Ăn thì phải ra ngồi chết ra đây nó. Em thấy không? Thấy. Sao anh không thấy gì vậy? Em không có thấy đâu. Tiền thấy không tiền? Không. Em đứng lại. Kê, nó cũng chạy kìa. Mà anh tin là thiệt luôn á. Anh tin mấy thì nói thiệt luôn á. Nhớ đêm nằm mơ thấy nhìn thấy rõ nè. Ừ. Bữa nay anh không thấy. Mắt màu gì chị? Mắt thì mắt nó màu gì đó, màu đen mà màu trắng. Nó hửi. Thiệt không trời? Em nói thiệt đấy, nhưng mà em nói xạo anh vậy em cũng chịu tội cho nè. Không, biết rồi, thôi rồi. Anh nghe tiếng mà, nghe tiếng nói mà. Thôi cũng lẹ đi em rồi, em sợ quá. Cái mẹ qua cũng vậy á, anh nghe cổ nói mà. Cô ơi, em cúng đi, vô nhà em mà. Nam mô là Phật cô. Cô. Dạ, cho hỏi cô. Làm gì em ơi? Dạ. Kìa, thấy chưa, còn dây nè, Ừ, đang nghe, đang kêu. Anh bóng ăn gió gì á. Ừ, anh nghe tiếng ăn luôn, anh nghe tiếng rột. Ê, ăn luôn cái vỏ ốc rồi, nuốt luôn cái vỏ ốc rồi. Em cũng ốc hả? Nghiêu hả? Đúng rồi. Anh nghe rột. Cô ơi, con lỡ dạy con nhau rồi đó, con chơi thôi. Còn cô thích ông thể thì cô tha cho ông thể đi, chứ con không biết gì đâu nha. Ủa, con chứ thể. Ê, quỳ lại đi không? Không, cô theo ông bây giờ. Cô ơi, cô nói con nghe nè, cô rút lui đi con. Cô đừng có vô cái mối tình ngang trái này. Tại ba tự tư khổ lắm. Kẻ bắt người nam á, cô đừng có xí vô. Dạ, khổ lắm. Ừ, tụi nó cũng chơi đơn gái chiếc rồi. Cô đi kiếm người khác hay cô? Đúng rồi đấy con. Cô rút lui đi. Con lại gần thì rồi, cô rút lui đi. Sao hai người có yêu nhau một lòng không? Cô mới rút lui được chứ. Có không? Hai đứa có yêu nhau một lòng không? Anh nói giùm tiếng. Thì nói đi. Không biết nữa. Không biết thôi anh đi á. Không, anh mời. Cái nó, ông tự ấy đi. Người ta thích ông, tôi không biết ạ. Tôi đi. Không. Con thích thật lòng. Cô tránh xa rồi. Thì nói đi. Nói gì vợ coi. Mẹ em có tính thể không? Anh nói giật tiếng nè. Không thương người ta cái sắp có chịu không? Không biết. Thôi đi á. Vợ anh sao? Thì bây giờ anh hỏi em nè, anh hỏi em thiệt lòng, em có tính thể không? Anh biết là nói cổ rút lui đi. Chịu. Ôi, anh
nói rồi đó, anh nói cổ rồi, thôi cô ăn cơm cô giờ rồi đi đi. Chuyện chuyện mối tình tay ba kẻ bắt người nam mệt lắm, đừng có xí vô cô ơi. Cô ăn cơm xong rồi cô đi giùm con đi. Rồi là cô đi giùm con với cô nhé. Cũng đi, đi ra từ đây. Em cô ra đây. Cô ăn rồi cô đi. Sợ quá. Đi đây. Sao mỏng nhé? Cái gì? Mà sao anh không? Em nói thiệt luôn á. Nói sao anh không tin luôn trời. Anh nghe là anh nghe luôn tiền. Anh nghe dây dẫn luôn. Cậu nói là cậu gì? Cô thắm về làng gì đó. Cô thắm về làng. Cậu năm nay 27 tuổi. Mà đúng là đêm hôm. Không ấy là đêm hôm anh hỏi đêm hôm luôn rồi. Anh nằm mơ. Mà cũng tại anh không. Anh không chịu nằm mơ cho chót nữa. Mà tự nhiên mất đá làm chi vậy? Anh tính nói là thôi cứ anh tính xin cho em luôn á là thôi đừng có vô nhà mấy thầy nữa đúng không? Đúng rồi đó. Tự nhiên anh mắc đái anh tỉnh luôn. Ráng thêm chút xíu nữa mà anh mà ráng hỏi là anh đái quần rồi. Mà xong ha. Anh nói anh nghe nè. Cổ ngồi vậy nè. Hai cái tay đưa ra vậy. Ôi gì? Sao? Cổ đưa hai cái tay ra vậy mà cái đầu tóc màu trắng tinh luôn. Ý vậy, ngồi vậy là tướng thỏ đúng rồi. Lúc mà cổ biến thành con người thì cũng cổ ngồi vậy luôn. Y như con thỏ vậy nè, hay không? Hai cái đầu tóc vậy nè. Mà sao nãy em thấy y chang luôn. Thấy y chang con thỏ luôn. Không phải y chang mà thiệt con thỏ luôn á. Giống không? Y chang. Cổ có biến thành người. Màu gì? Màu trắng, thỏ trắng. Thỏ ngọc chứ anh nói thỏ ngọc cái gì đó. Chỉ là kiểu như mà thỏ này tu luyện lâu năm rồi. Thành tinh rồi đó. Đây có một nanh, có một hai cái nanh ra vậy. Nãy không thấy em chứ đấy. Nói gì thôi hả? Chắc là đang nói cái gì với anh á. Anh nghe dân dẫn mà anh có thấy đâu. Ngộ ghê trời. Sao mấy thì thấy mà anh lại nghe ta. Ngộ quá. Mà em thấy rõ không? Thấy rõ luôn á. Hay là thấy mờ mờ ảo ảo? Không, thấy là thấy mùng một luôn. Thấy trong veo luôn á. Sao lúc đó em tới em bắt thử coi. Không. Cái đó em sợ lắm. Lỡ thiệt rồi bả hiện nguyên hình. Cái nắm ngay đầu của bả không biết sao. Ừ. Thấy. Bự không? Nhỏ bằng này nè. Vậy là đúng rồi, là thành tinh rồi, con người thành tinh này chứ thỏ nào mà có nhỏ xíu mà từ ngoài đồng chỗ chăn bò mà đi vô đây được đúng không? Vậy là biến hình rồi, biến hình như siêu nhân ế lộn. Mấy ghê quá anh Mười ơi, mấy mốt đừng lưỡi nhau ngoài đó nữa. Anh Tiết dễ sợ luôn, anh nghĩ chắc đẹp lắm á ha. Ma này chắc ma đẹp lắm. Đúng. Anh Mười ơi, anh Mười. Ma đẹp mới biến thành thỏ. Đúng rồi, đúng rồi, nó mà tinh thỏ. Nếu mà ma xấu là mọc nanh ra vậy nè. Thôi nhưng mà đẹp xấu thì người ta kệ người ta đi đựng bàn nữa. Chị con Mười nè. Mày biết đâu, em không được thấy. Tao đang yêu con Mười nè. Thì yếu thì người ta gặp hoài luôn á chị Huyền. Không có chơi anh Mười ơi. Em thấy rõ ràng luôn không? Thiệt á. Thiệt, 100% luôn. Anh thì không có thấy rõ, nhưng mà anh nghe dân dẫn. Cụ thể đâu thật, mới đó chốn rồi. Về rồi, nó không về rồi. Mai mốt có chừng viên ngâm theo nó luôn. Em á, tại em á. Cái đó là do ổng làm người ta. Không, nhưng mà em ra ngoài đồng ngoài chỗ chăn bò em có ôm thấy không để cho người ta thấy không? Không ơi, hay là mai mốt mình đứng ra đó nữa anh Mười sợ. Không, mình ra bình thường thôi. Không, nhưng mà ngoài nhưng mà em có ôm đó, quan trọng em có ôm thấy ngoài đồng không? Không sao người ta nói chỉ có ngồi nói chuyện tâm sự thôi. Bà nói là bà thương cái thằng chăn bò đó mà em ra em giành á, em giành người yêu á. Ôi, do cái người chăn bò chết á, sao bà không thương bà thương bị sống. À, biết luôn. Ê, là ông Thởi có làm gì tao không nè, anh phải hỏi kỹ ông Thởi á. Anh có chừng thấy, có khi nào ngoài đó ông Thởi nó nói bóng nói gió. Thì đó, đúng rồi. Anh Mười, đừng. Không mà, cái bữa cái cô này giả ra giống như em luôn nè, nhớ không? Bữa ông Thởi đúng rồi. Ơi, có khi nào ông biết thì con. Cho nên là hai người đang nói chuyện yêu đương thì thiệt ra thì giả đó, bữa nói chuyện nó thì giả nhớ chưa? Không? Đúng rồi, bữa em gặp thì đúng rồi. Nói nổi da gà luôn trời. Nói gà ốc linh trời. Vậy là đúng rồi đó. Người chỉ thì nói với gà cũng ha. Ê chưa, bởi vì tao nói được trước là tao thiệt mà mày không tin tao, mày tin người ta. Thôi, bởi vì tao đi. Nói xém nữa là người ta nhận đầu mày với ổng rồi đó. Thôi anh đi về đi.
Thôi mà về. Anh ngồi dựng không về chứ đường nó đi. Có gì đâu sợ. Thì em ở đây với chị thì lát ba mẹ chị thì đi lấy số về tới giờ. Ơi nhưng mà mày sao mày ác quá, mày chờ tao xíu, cha mẹ tao lấy số sắp về. Tí là chị dẫn em về rồi chị về mình nha. Không xíu đâu, tao kêu cha mẹ đâu mày về. Cái nón anh đâu trời, cái nón anh bỏ trời. Ai dám vô lấy chợ. Vô kêu cô ăn xong chưa? Ê hỏi cô ăn xong chưa anh mồi ơi? Khoa được mẹ mày, không, cái gì vậy anh mồi? Không thấy con thỏ nữa, không thấy con thỏ nữa. Ê thiệt luôn hả? Ờ nhưng mà hồi nãy giờ anh đâu thấy đâu, đúng không? Em coi. Không, hồi nãy anh cũng đâu thấy đâu. Ê nhưng mà đi em coi thử. Còn mâm cơm kìa. Cái gì vậy anh mồi? Cái mâm cơm còn luôn. Mâm cơm còn luôn. Mà đừng sao đâu ăn hồi kia được. Cái em vô coi còn thỏ không? Hay đi rồi. Còn không thì không thấy mồi cái gì vậy? Không thấy con thỏ. Ghê quá à. Hết rồi, chắc đi rồi đó. Đi rồi thôi, về. Á trời.